Món gì đây? Nè, món gì vậy? Bún Thái. Bún Thái nè. Mua bên Thái về đó hả? Ừ. Ồ. Nha. Việt Nam có một cái ngộ một cái là bún của Việt Nam mà cứ tự cho Thái nó gắn mát. Bún Thái đồ. À. Ồ. 25k một phần. Để kể cho nghe những món Thái nè. Xuất xứ những món Thái nè. Đây gọi là bún Thái. Để nói cho nghe mấy cái vụ bún Thái nè. Tại sao người Việt Nam mình á, chế tạo ra những món ăn xong lại đi cho thằng Thái nó gắn mát, trong khi món này đâu phải của nó đâu. Hồi xưa đó, mình ở Việt Nam mình thấy có món lẩu Thái nè, chè Thái nè, cực nổi tiếng đúng không? Nhất là món chè Thái, ngon cực kỳ luôn. Thì ai cũng nghĩ rằng đó là xuất xứ từ Thái. Đó. Cái một ngày đẹp trời vào tháng 11 năm 2012, chúng tôi đã có mặt ở bên đất nước Thái Lan với mục đích là ngay khi đáp xuống sân bay hỏi ngay cái anh hướng dẫn viên tên là Dũng. Hỏi anh là tối nay phải dắt đi ăn chè Thái nhé, để biết xuất xứ của món chè Thái nó ra sao. Thì cuối cùng câu trả lời chớp quớp đó là ổng cho vô một cái quán ăn vừa có lẩu Thái vừa có chè Thái. Kết quả là gì? Đó là món ăn tự chọn. Lẩu chỉ có nước sôi, rau và các cái hải sản, tự mình thích ăn gì bỏ vô. Bộ đồ nêm để cái bên, tự mình muốn ăn sao nêm vô. Đó là lẩu Thái. Rồi tới món chè Thái thì có một hũ nước đường, rồi một hũ đậu xanh, đậu đen, đậu gì đó ha. Đó, nó để mỗi thứ hũ đậu riêng, hũ đường riêng, hũ đá riêng. Rồi ăn đậu nào thì múc ra, cho đường vô, cho đá vô. Đó, chè Thái. Đi trong cái đợt đó về ai cũng vỡ mộng á. Nó mới nói là ủa, vậy mấy cái món mà mình ăn ở bên Việt Nam á, lẩu Thái, chè Thái ở đâu? Sao qua bên đây ăn nó không có giống gì trơn, nó chất quốc à. Cái bắt đầu mới định nghĩa ra một điều à. Chè Thái là chè được nấu ở bên Thái. Cũng như bún Thái, lẩu Thái là bún với lẩu được nấu ở bên Thái. Chứ nó không có giống như cái lẩu Thái mà có cái vị mình ăn ở Việt Nam nha. Cái đó là người Việt Nam mình sáng tạo ra đó. Người Việt Nam mình sáng tạo ra xong rồi đặt tên chữ Thái vô cho nước Thái nó hưởng. Còn đi ăn món lẩu Thái với chè Thái ở bên Thái á, nó y như là đậu luộc á. Mắc cười lắm. Ăn xong ai cũng vậy, cũng ngớ ngẩn á, mắc cười. Món bún Thái là ngon. Cái mùi vị của nó như là mùi lẩu Thái đó. Nó cũng đầy đủ nghêu, mực, tôm. Món này ngon thiệt. Bình thường nó báo 25.000 tô, hết Tết nó lên 28.000, 30.000. Giờ xuống lại rồi. Mình chỉ thích ăn những cái món phở hoặc là món bún thôi. Quên, mình chỉ thích ăn món hủ tiếu hoặc là bún thôi, chứ không thích ăn phở. Mà mấy cái món của người Bắc ăn á, vô mấy món của người Bắc thì đừng bao giờ đòi ăn bún bò nha. Nó không có giống bún bò Huế đâu. Tôi bị ăn lộn mấy lần à. Mình chỉ thích ăn bún bò Huế thôi. mà mình thấy có mấy cái quán nó để bún bò, cái mình làm tưởng nó là bún bò Huế, cái mình vô mình ăn thì thật ra cái quán đó là cái quán phở, phở bò. Thì khi mình ăn bún bò nó sẽ cho bún và nó cho thịt bò chan. Cái nước nó như nước phở trắng nhách vậy đó, chứ nó không có vàng vàng như là có cái sa tế như là bún bò Huế. Nồi bún Thái nó cũng có thịt bò nè. Cũng có con tôm. Nó là một cái lẩu Thái thu nhỏ vô một cái tô. Ăn một cái lẩu nó bự quá, dạ một tô bún nó cũng tương đương với một cái lẩu. Tết đó mình toàn ăn món này, nó không có ngán. Ăn bún bò hoài nó cũng ngán, ăn hủ tiếu hoài nó cũng ngán, ăn cái này nó không ngán, tại vì nó có cái vị chua chua. Có kèm thêm rau muống cộng. Này là bò viên. Này là cá viên chiên. Chiên hả nào? Là cá viên chiên không? Nó có chiên đâu. Là cá viên không chiên, đến chín. Hết bình. Này là mực. Ăn một cái lẩu vô một cái tô, rất là ngon, rẻ, nghêu. Còn có nấm nữa. Thịt bò có mấy lát luôn nè. Bao ngon. Được hai con nghêu, 3 lát thịt bò. Bò viên, cá viên chứ không có chiên. Mực. Ngon nhức mắt luôn. Ngon bá cháy bột chép luôn. Nước cũng ngon, ăn cái giọt cuối cùng luôn. Chua chua, tê tê. Rồi thêm miếng thịt bò, nãy giờ 3 miếng rồi. Món này ngon thiệt. Mấy quán nào ra bán ngon á, mình phải ăn thường xuyên vào để ủng hộ người ta, thì người ta mới bán để cho mình có mà ăn. Thêm con nghêu nữa, 3 con nghêu. Bao ngon. Nhớ nha, mấy món Thái là của Việt Nam không á, không phải của Thái đâu. Ăn xong bữa sau ra gặp ông hướng dẫn viên Ông hướng dẫn viên đó là người Thái Lan mà nói tiếng Việt sỏi hơn người Việt luôn. Cái gì cũng biết, biết cả văn hóa người Việt, biết cả lịch sử văn hóa của Việt Nam, lịch sử văn hóa của Thái. Thế mới hỏi ông nhỉ, tại sao chè Thái với lẩu Thái tôi ăn bên Việt Nam nó ngon lắm, mà sao qua bên đây ăn nó dở như dịch vậy? Không có một cái hương vị nào, còn thua cái chè tầm thường bên Việt Nam nấu, thua cả chè đậu đen bên Việt Nam làm nữa. Ông giải thích không? Cái đó là người Việt tự làm, tự đặt tên chứ đâu phải của Thái đâu. Ông nói vậy đó. Rồi đó, thất vọng toàn tập những cái món ăn của Thái, nhưng lại tự hào gì đó là món người Việt Nam chế biến. Không biết có ai đi qua Thái mà tìm được cái món lẩu Thái với chè Thái ăn giống y chang với Việt Nam không? Chứ mình đi qua Thái á, họ dắt mình đi ăn không có cái món đó, không chồng. Ngay từ đầu mình đề nghị ngay là phải đi cho ăn cho được cái món lẩu Thái với chè Thái mà bên Việt Nam chúng tôi hay ăn. Thì nó dắt đi vô cái quán đó, đó là đậu luộc. Ăn lẩu mà cho mình tự nêm, sao chuẩn được, mình có phải đầu bếp đâu. Tự nhiên cho mình tự nêm, tự ăn, mà tự lấy mình lấy dư bị phạt nữa chứ. Ăn nhiêu nhắm nhiêu mới lấy nha, lấy dư bị phạt đó. Mà mắc cười là tự nêm, cho nồi nước sôi sụp đó xong tự nêm vô mà ăn. Cuối cùng thành bữa rau luộc, thịt luộc, hải sản luộc, đậu luộc rồi đi về. Đó là kết thúc một hành trình đi Thái Lan để ăn cho được món chè Thái đó. Kết quả là vậy đó. Từ đó đi về mới đúc kết được rồi. Tại sao ở Việt Nam người ta gọi là chè Thái? Là bởi vì mấy cái món trái cây đó họ thái ra cái họ gọi là chè Thái. Tôi đảm bảo cái tô bún Thái này ở bên Thái không phải có đâu, của Việt Nam nó làm á. Cái vị của nó đó, giống y như là lẩu Thái á. Rất ngon, ăn hết nước luôn. Tôi thì thường ăn bất cứ ăn cái gì có nước, hoặc là kể cả mì gói nha, thì tôi toàn hút tới hết nước luôn, thậm chí sạch tô luôn. Còn nhưng mà con nhỏ em thì nó không bao giờ ăn nước, nó chỉ ăn cái thôi. Người ta nói là khôn ăn nước và ăn cái. Khôn ăn cái và ăn nước thôi. Khôn ăn nước và ăn cái, tại vì nước nấu nó ra hết chất rồi, cái nó chỉ còn cái xác thôi. Khôn ăn nước và ăn cái. Không thấy ở bên Đài Loan hả? Coi phim Đài Loan đó, nó cứ hầm canh gà, đúng không? Xong nó hút cái nước xong rồi cái xác gà nó bỏ mà. Khôn ăn nước và ăn cái. Còn người Việt Nam mình á, đảo ngược lại là khôn ăn cái và ăn nước để làm chi? Để dụ người ta ăn cái nước mình ăn. Việt Nam có cái câu nói là khôn ăn cái và ăn nước, để cho những cái thằng khác á, nó muốn khôn thì nó ăn cái, đúng không? Thế là mình còn nước mình ăn. Ghê lắm, Việt Nam ghê lắm. Không đơn giản đâu. Còn đúng ra nước là bao giờ nó cũng ra chất hết rồi, nằm nước á. Cho nên đi ăn món nước là phải ăn cái nước. Đi ăn món nước mà lại ăn có cái không, bỏ cái nước phí.